Chào anh em, những người yêu mến môn thể thao vua nơi miền sông nước Nam Bộ, đua gà ngò. Bây giờ mà nói đến càng long thì có lẽ đã trở nên quá thân thuộc đối với chúng ta rồi phải không anh em? Nhân dịp hội đua ốc bốc Sóc Trăng 2020 sắp đến gần và nhiều bạn đã hỏi Quốc Khởi là năm nay càng long có sang Sóc Trăng nữa hay không? Nhân tiện trả lời câu hỏi này với các bạn thì Quốc Khởi sẽ giới thiệu thêm một nét mới của càng long năm nay, đó là càng long vừa đóng xong một chiếc gà ngò mới các bạn. Một chiếc ghe ngò có thể nói là nhìn như một bức tranh 3D rất là đẹp. Các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Rồng xanh là biểu tượng lâu nay của ghe ngò Càng Long. Chiếc ghe ngò đến từ ngôi chùa Bisay Vararam, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Chúng ta đã quá quen thuộc với một con rồng xanh chạy dọc theo thân ghe. Và lần này chiếc ghe ngò mới của Càng Long cũng vậy, cũng là một con rồng xanh chạy dọc theo thân ghe. Nhưng một điều đặc biệt hơn là chú rồng này có đến 9 cái đầu nha các bạn. Theo sư Thạch Quy Thi, vị sư ở chùa Bisay Vararam, vị sư có trọng trách là quản lý đội ghe ngò. Khi trao đổi với Quốc Khởi thì cho rằng sở dĩ năm nay Càng Long vẽ rồng xanh chín đầu là để tượng trưng cho vùng đất chín rồng Cửu Long, rồng chín đầu đó các bạn, nơi mà chúng ta luôn tự hào, vùng đất cực nam của Tổ quốc, nơi mà chúng ta có môn thể thao độc đáo trên sóng nước mà Quốc Khởi cũng như nhiều anh em vẫn thường gọi, đó là môn thể thao vua nơi miền sông nước Nam Bộ. Và chúng ta cùng ngắm nhìn ghe ngò mới của Càng Long. Vẫn là rồng xanh, biểu tượng lâu nay của đội ghe, một đội ghe lừng danh của huyện Càng Long, Trà Vinh. Năm nay rồng chín đầu thể hiện thêm đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, nơi có dòng Cửu Long. Nếu như ở phần mũi đó là rồng chín đầu, còn phần lái thì chúng ta thấy dĩ nhiên đó là đuôi của rồng xanh, cùng với đó là những bông hoa rất là đẹp. Và cũng theo sư Thạch Quy Thi trong phần trao đổi với Quốc Khởi, sư Thi cho rằng sở dĩ ghe ngò Càng Long mới vẽ thêm những bông hoa ở phần lái là thể hiện cách bơi của đội ghe này, có nghĩa là một cách bơi đẹp, mềm mại nhưng cực kỳ hiệu quả. Và cách bơi của các vận động viên Càng Long thì như thế nào thì chúng ta đã biết, hiệu quả ra sao thì chúng ta lại càng được chứng kiến nhiều hơn ở các giải đấu vừa qua. Một sự khác biệt từ tư thế ngồi cho đến cách đưa dầm xuống nước, tần suất bơi và cùng với đó là tốc độ, đặc biệt là nước rút rất là dũng mãnh của Càng Long. Và theo thông tin mà Quốc Khởi có được thì người thợ vẽ hoa văn cho chiếc ghe ngò này của Càng Long là một họa sĩ chuyên nghiệp đến từ tỉnh Kiên Giang. Và một chú rồng xanh đỏ được đặt trên nền đen đã quá nổi bật. Chúng ta nhìn chiếc ghe ngò Càng Long đẹp như một bức tranh, mà như Quốc Khởi nói giống như là một bức tranh 3D bởi sự sắc sảo trong từng nét vẽ, đặc biệt là sự phối hợp màu ở đây. Rồng chín đầu chúng ta thấy hết sức là ấn tượng. Đây là phần mũi ghe với biểu tượng rồng chín đầu, vừa thể hiện nét đặc trưng của chiếc ghe danh tiếng Càng Long, vừa thể hiện là biểu tượng của vùng đất chín rồng. Có thể nói Càng Long là một trong những đại diện ưu tú nhất của ghe ngò đồng bằng sông Cửu Long. Với thành tích mà trong lúc Quốc Khởi bình luận ở các cuộc đua, Quốc Khởi cũng đã đề cập, đó là gần 20 năm xuất hiện trên đường đua, đội ghe này gần như là chưa một lần bị đánh bật ra khỏi top 3 ở bất cứ một hội đua nào họ tham gia.
có thể kể vài thành tích nổi bật của Càng Long trong những hội đua gần đây, đặc biệt là trên dòng sông Maduro của thành phố Sóc Trăng trong hội đua ống bóc hàng năm của chúng ta. Đầu tiên, đó là chức vô địch Festival Đua Ghe Ngò lần thứ nhất 2013. Kế tiếp, Festival lần thứ hai 2015, chức vô địch một lần nữa cũng thuộc về Càng Long. 4 năm sau, 2019 vừa qua, được xem như là Festival lần thứ tư. Sau 4 năm vắng bóng trên dòng sông Maduro, Càng Long lại xuất hiện và chúng ta lại một lần nữa chứng kiến một phong độ hết sức thuyết phục của anh em. Mặc dù anh em đã không có một sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này, cũng như ngay từ đầu thì Càng Long không có ý định sẽ sang Sóc Trăng chung vui với chúng ta. Nhưng cuối cùng thì anh em cũng đã xuất hiện trên dòng sông Maduro, và như Quốc Khởi đã nói và như anh em đã chứng kiến thì Càng Long một lần nữa cho thấy một Càng Long rất là tuyệt vời, vượt qua rất là nhiều đối thủ để đi đến trận đấu sau cùng. Trong đó phải kể ở trận bán kết thứ nhất cùng với ông Kho, có thể nói trận đấu giữa Càng Long và ông Kho là một trong những trận đấu hay nhất của Ghe Ngò đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua. Một trận đấu ngang ngang ngửa ngửa ngay từ đầu, và có những lúc là chúng ta thấy ông Kho của Thịnh Trị đã vượt lên dẫn trước Càng Long của Trà Vinh. Nhưng chỉ một thoáng lạc lái của ông Kho và bằng cú nước rút sở trường của mình thì cuối cùng Càng Long đã vượt qua ông Kho để đi đến trận đấu sau cùng, trận chung kết. Và thành tích mới nhất của anh em chính là tại giải đấu nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao của vực đồng bằng sông Cửu Long, được tổ chức trên dòng sông Long Bình của thành phố Trà Vinh vừa qua. Và như các bạn đã biết, ở giải đấu này, khi mà một số đội mạnh, một số đội có thể xem là kỳ phùng địch thủ của Càng Long đã không hiện diện, thì rõ ràng Càng Long đã không có một đối thủ xứng tầm ở giải đấu này. Quốc Khởi đã đến Trà Vinh để xem giải đấu này và đã chứng kiến phong độ hết sức là thuyết phục của Càng Long. Mặc dù là trong giải đấu này, cầu kè nổi lên như là một hiện tượng, dễ dàng vượt qua Quách Bích, đội ghe đại diện cho Sóc Trăng ở hai trận bán kết. Tuy nhiên khi bước vào chung kết ở cả hai cự ly 800m và 1200m thì cầu kè cũng không phải là đối thủ xứng tầm của Càng Long ở hai trận chung kết này. Càng Long đã dễ dàng giành cả hai chiếc huy chương vàng ở nội dung thi đấu của nam, cùng với đó là một chiếc huy chương vàng nữa ở nội dung nam nữ phối hợp. Và như chúng ta đã từng chứng kiến, kỹ thuật của đội ghe, tài năng, sức mạnh, sự dẻo dai của các vận động viên Càng Long là như thế nào. Vậy mà năm nay anh em còn có thêm một chiếc ghe đóng mới. Điều này chẳng khác nào như hổ thêm cánh, như rồng thêm mây. Chúng ta thấy rõ ràng một Càng Long với một chiếc ghe rất là đẹp đang hiện hữu trên màn hình. Một Càng Long đang sẵn sàng cho những giải đấu năm 2020. Và cũng theo thông tin mà Quốc Khởi có được, thì thời điểm này ngoài chiếc ghe đóng mới đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ấn Bốc 2020, thì trong những ngày vừa qua Càng Long cũng đã gom quân tập luyện. Vẫn là một đội hình đã cùng với đội giành rất nhiều chiến thắng trong những năm qua. Nhưng có một điều, nếu không có gì thay đổi vào giờ chót thì Càng Long tập luyện để thi đấu ở giải Ấn Bốc của tỉnh nhà, tức là Ấn Bốc Trà Vinh. Đó là Quốc Khởi nói nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, nếu đúng như kế hoạch của anh em ngay từ bây giờ, thì năm nay Càng Long sẽ không sang Sóc Trăng chúng ta mà ở lại quê nhà để thi đấu trong giải của Ấn Bốc tỉnh Trà Vinh. Vậy với những gì đang diễn ra thì người hâm mộ Sóc Trăng nếu muốn nhìn thấy chiếc ghe có rồng xanh chín đầu, có nghĩa là thấy Càng Long xuất hiện trên dòng sông Maduro, thì có lẽ chúng ta phải đợi đến năm 2021. Lúc đó thì một lần nữa đua ghe ngò Sóc Trăng sẽ trở thành lễ hội sông nước toàn vùng, tức là lễ hội đua ghe ngò khu vực Nam Bộ, tương đương với Festival đua ghe ngò lần thứ 5. Và cũng theo thông tin mà Quốc Khởi có được khi trò chuyện với sư Thạch Quy Thi, thì chiếc ghe ngò mới với biểu tượng rồng chín đầu của Càng Long dài 31m và sức chứa là 60 vận động viên. Ghe sẽ được hạ thủy vào sáng thứ hai ngày 19 tháng 10 để chuẩn bị cho Ấn Bốc Trà Vinh 2020.
Một đội hình đồng đều, giàu kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ chiến thuật gần như đã hoàn thiện qua rất nhiều giải đấu, qua rất nhiều thành tích trong những năm qua. Bây giờ có thêm một phương tiện thi đấu mới, như Quốc Khởi đã nói, chẳng khác nào như là hổ thêm cánh, như rồng thêm mây. Thật khó cho những đối thủ khác muốn giành chức vô địch với Càn Long tại hội đua ở bốc Trà Vinh sắp tới. Các bạn có thể dự đoán như thế nào với Càn Long bằng chiếc ghe đóng mới này? Còn bây giờ thì một lần nữa, trước khi khép lại video ở đây, Quốc Khởi cùng với các bạn chúng ta cùng ngắm lại một lần nữa rồng chín đầu của Càn Long Trà Vinh nha các bạn.